Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây khi tân thủ tướng Nhật Bản Yoshi Suga thực hiện chuyến thăm Việt Nam và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại đây, nguyên thủ hai nước Việt Nhật đã ký kết nhiều thỏa thuận thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là thỏa thuận hợp tác quốc phòng mở đường cho phép Nhật Bản chuyển giao trang thiết bị quốc phòng cho Việt Nam. Ngay sau đó, trên tờ Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc đã đưa ra một bài viết có ý công kích sự hợp tác trên giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Trước khi đi tìm hiểu thông tin này, quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Mở đầu bài viết, tác giả bài báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho rằng thỏa thuận này nhắm vào Trung Quốc và phủ bóng đen trong khu vực, đưa ra tín hiệu và sự trợ giúp của Nhật Bản đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Nhật Bản là một quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ góp phần cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tân thủ tướng Nhật Bản được truyền thông trong nước trích lời nói với phóng viên, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 19 tháng 10. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới. Tờ này cho rằng ông Suga chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên của ông cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật, là vì ông không còn sự lựa chọn nào tốt hơn trong bối cảnh đại dịch và những mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Trung Quốc và Mỹ trong khi đó viện nghiên cứu chiến lược quốc tế của mỹ ở washington và các chuyên gia khu vực nhận định rằng việc ông suga chọn việt nam thay vì đi thăm mỹ như những người tiền nhiệm của ông đã làm ngay sau khi nhậm chức thủ tướng nhật bản là để củng cố sự ủng hộ của nhật đối với đông nam á và phản ánh mong muốn của tokyo trong việc đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của bắc kinh trong khu vực các chuyên gia trung quốc mô tả chuyến thăm của ông suga tới việt nam là một biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm cân bằng áp lực từ mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản với Trung Quốc, trong khi cảnh báo rằng Trung Quốc phải theo dõi chặt chẽ mọi thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này, bài báo viết. Truyền thông Nhật Bản cho biết, ông Suga gọi Việt Nam là một nền tảng trong nỗ lực hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời cam kết Nhật sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Khi nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội hôm 19 tháng 10, Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lần đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017 được coi là để đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở trong khu vực. Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản. Vấn đề biển Đông đã được đề cập tới trong các cuộc gặp của tân Thủ tướng Suga với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong các cuộc hội đàm này, các nguyên thủ quốc gia hai nước tuyên bố nhất trí sẽ thắt chặt hợp tác trước những thách thức trong khu vực bao gồm cả vấn đề biển đông cả việt nam và nhật bản đều có những tranh chấp về tuyên bố chủ quyền lãnh hải với trung quốc ở thái bình dương lần lượt trên biển đông và biển hoa đông hoàn cầu thời báo trích dẫn nhận định của các nhà phân tích trung quốc cho rằng thỏa thuận mà tokyo và hà nội vừa đạt được có thể giúp việt nam nâng cao năng lực giám sát trên biển đông nhằm đối phó với sự hiện diện của quân đội trung quốc trong vùng lãnh hải có tranh chấp Thỏa thuận này đưa ra tín hiệu rằng Nhật đã chủ động bắt đầu đi theo, trợ giúp và bảo đảm rằng chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ không chỉ về mặt chính trị mà còn cả về mặt quân sự nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Hoàn cầu thời báo nhận định. Đác Chí Cương, chuyên gia trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Đông Bắc Á, nói với Hoàn cầu thời báo hôm 19 tháng 10 rằng, thỏa thuận quốc phòng này sẽ phủ bóng lên sự ổn định và hòa bình trong khu vực, đặc biệt Đối với các tranh chấp ở Biển Đông, chuyên gia này còn cho rằng thỏa thuận quốc phòng của Nhật với Việt Nam rõ ràng đã vạch trần thủ đoạn của Nhật Bản, đó là nhằm thu hút thêm nhiều quốc gia can thiệp vào các vấn đề Biển Đông với mục đích kiềm chế Trung Quốc.